Quý vị và các bạn nhé, bây giờ vào cái ngành sản xuất motor nhé, sản xuất motor rất lớn. Đây là sản xuất công nghiệp. Lúc trước chúng ta sản xuất nông nghiệp. Đấy, bây giờ chúng ta thì đang sản xuất nhé, chủ yếu bây giờ quấn dây này. Cái loại motor này các bạn ấy nhá, motor rất lớn nhá. Đấy, loại này nó xây đó hoặc là làm cái công nghiệp gì đấy, phải máy cầu các bạn nhá. Đây là thợ quấn này, thợ quấn dây, nó thợ quấn dây, đấy, mới đang quấn cuộn dây đấy, quấn cuộn bằng máy nhá. Và hầu như những cái khâu này khâu thủ công các bạn nhá, đưa dây vào thì chúng ta hầu như là đưa thủ công. Đấy, các bạn thấy đội ngũ quấn dây á, đây là khung thát này, đây là khung thát, đấy, chúng ta phải im lặng không? Để người ta đang đấy, ở đây dưới cách điện này, đấy chúng ta dán một lớp giấy bóng ở bên ngoài, tạo điều kiện cho nó trơn các bạn nhé, để mà đẩy dây vào nhé. Đấy, cái này thường có 48 khe, đấy các bạn thấy không? Quấn thủ công cả nhá, chứ họ không bằng máy nhá. Thường máy thì có cái loại ấy thôi. Chứ còn loại này vô thì hầu như là quấn bằng thủ công. Thường là họ nó 48 khe, 36, 24. Đấy. Quấn dây này thường dây ba các bạn nhé. Thường đi song ba nhé. Máy này thì tôi chưa quấn. Bởi vì cái loại ở đây tôi bình dân thì chủ yếu là motor ký rưỡi 2 ký hoặc là cái dây ấy thôi. Cái loại đấy bây giờ nhúng này, nhúng và hấp trơn này, đấy các bạn thấy nó được ngâm ở bên trong nhá, thường như vậy mới tốt được nhá, ngâm ở trong chầu, đấy. Ngâm dầu đấy và đẩy xuống, dùng lực ép nhá, ép vào trong motor đấy các bạn, đây là đủ mọi thứ to nhỏ khác nhau các bạn nhé. Đấy, bây giờ thì họ cắt ra để làm cái thịt to ở bên trong. Cái này phải độ chính xác cao các bạn nhé, không sai từng gem một đấy nhé. Đây là trục, là củ rô to ở trong. Thường thường họ làm công nghệ cao thì họ ép lõi nhé. Đấy, vặn tiếp. Các bạn thấy những cái motor ở đây thì cái xưởng sản xuất lớn, họ sản xuất đủ loại to nhỏ khác nhau nhé. Còn ở hôm trước cái thủ công thì họ làm chỉ có một loại thôi, hầu như thủ công. Ở đây được máy cân đong đo đếm và các kỹ sư tính toán độ chính xác và các cái độ từ thẩm nhé, từ thẩm của đấy. Các bạn thấy được cái quy trình của nó, và nhà máy công xưởng lớn nhé, và hệ thống dây đồng khủng khiếp nhé. Đấy, ở đây thì họ quấn các loại motor ấy này, motor phát điện này, nó kéo luột vào. Thường thường máy phát điện thì ở chính giữa cũng có motor, cũng có cuộn dây, ở ngoài cũng có cuộn dây, hai cuộn từ cảm nhau nhé, và tạo ra dòng điện xoay chiều, tức là cái motor điện đấy, phát ra điện như điện 220 của mình đấy. Đấy quy trình của nó sản xuất theo công nghệ.